Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Quý Mão, Đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương đã đến làm việc với Ban Trị sự tỉnh và thăm cúng dường trường hạ trong tỉnh tại chùa Long Khánh, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Phái đoàn do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương làm trưởng đoàn. Tại đây, Đại đức Thích Thiện Định, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hóa chủ trường hạ chùa Long Khánh, thông qua báo cáo giới thiệu về tình hình sinh hoạt tu học của chư tăng ni tại các trường hạ. Theo đó, mùa an cư kiết hạ năm nay, Phật giáo tỉnh đón nhận 140 vị hành giả an cư tại 3 trường hạ tập trung. Mỗi tuần, chư hành giả có 6 buổi học nội điển về kinh luật luận. Ngoài ra, Ban tổ chức khóa an cư kiết hạ phối hợp cùng Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và 8 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại diện phái đoàn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương, thay mặt Hòa thượng trưởng đoàn phát biểu hỏi thăm và ý nghĩa mục đích của chuyến thăm. Thực hiện tinh thần kế thừa của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước đây khi Ngài là trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, năm nào cũng tổ chức các đoàn đi thăm các hành giả an cư kiết hạ, thì năm nay cũng tiếp tục thực hiện tinh thần truyền thống đó. Với sự chỉ đạo của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và được sự thực hiện của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, và Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương. Mục đích của phái đoàn hôm nay cũng vậy, với nguyện vọng kế thừa tinh thần của chư tôn đức tiền bối đã xây dựng, Thượng tọa cho biết đây là nét đẹp của Phật giáo, cũng là cơ hội để tăng ni cùng nhau tu tập, sống trong tinh thần pháp lữ, lục hòa cộng trụ. Vì vậy, mỗi hành giả an cư cần ý thức được 3 tháng an cư là cơ hội để có điều kiện tu tập, trau dồi tam vô lậu học để có thêm hành trang đi hành đạo, hóa độ chúng sinh. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Giác Nguyên thay mặt đoàn dâng lời tác bạch cúng dường, ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến trao tịnh tài cúng dường chư tôn hành giả. Sau buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã có thời pháp sách tấn đến chư hành giả an cư tại tỉnh An Giang. Pháp thoại nêu rõ định hướng hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2022-2027 và 7 pháp bất thối trong truyền thống Phật giáo. Qua pháp thoại, Hòa thượng mong rằng chư tôn hành giả sẽ tinh tấn tu học, cùng chung tay góp sức thực hiện 12 định hướng hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành tựu viên mãn.